Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi X-Sport, chiếc xe crossover cỡ B gầm cao 5 chỗ ngồi đang được rất nhiều người quan tâm chú ý trong thời gian vừa qua của bên phía Mitsubishi vào trong video ngày hôm nay. Thời điểm dịp đầu của tháng 5 năm 2024 này, mình đã cập nhật được chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này cụ thể nhất dành cho từng phiên bản của Mitsubishi X-Sport. Những ưu đãi về quà tặng phụ kiện như dán kính, như trải sàn, như ghế da, như camera hành trình và mức giá lăn bánh mới nhất đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái chiếc xe này. Một chiếc xe mà hiện tại ở phân khúc gầm cao cỡ B 5 chỗ ngồi đang cạnh tranh với cả Hyundai Creta, đang cạnh tranh với cả Kia Seltos. Và chiếc xe này thì đang được phân phối với 3 phiên bản cơ bản, cả 3 đều là số tự động, bao gồm bản GLX, bản Exit và phiên bản Premium. Với 3 phiên bản này thì thông số kỹ thuật về khung gầm, máy móc, động cơ y nguyên như nhau, nó chỉ khác nhau về cái option thôi. X-Sport thì sử dụng là máy 1.5 hút khí tự nhiên và nó sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT quý chị các bạn nhé. Mượt mà êm mái và cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Vậy thì dịp đầu tháng mới này, tháng 5 này, cụ thể từng sự lựa chọn giá bán khuyến mại quà tặng lăn bánh tốt nhất như thế nào, mình sẽ cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta nắm được. Đầu tiên là Mitsubishi X-Sport phiên bản GLX, phiên bản thấp tiền nhất, tầm tiền dễ tiệm cận nhất của chiếc xe này. Bản này cũng khá là ăn khách quý các bạn nhé. Đơn giản thôi vì tầm giá của nó dễ tiệm cận. Giá niêm yết đề xuất của nó đang là 599 triệu đồng. Tại thời điểm dịp đầu tháng 5 này, với những khách hàng nào ở Hà Nội, ở miền Bắc này, đại lý đang bán với mức giá xe còn lại sau khi trừ khuyến mại là 580 triệu đồng quý các bạn ạ. Còn với những anh khách hàng nào ở thành phố Hồ Chí Minh, ở miền Nam thì hiện tại đại lý đang bán với mức giá là 584 triệu đồng, nhỉnh hơn một chút. Có tặng dán kính, có trải sàn, có camera hành trình là những cái phụ kiện rất cơ bản để chúng ta có thể là lấy cho một cái chiếc xe mới khi mà lăn bánh xuống đường. Vậy thì để mà lăn bánh được ở tỉnh phía Bắc này sẽ là 643 triệu, ở Hà Nội là 657 triệu, ở tỉnh phía Nam là 647 triệu, ở thành phố Hồ Chí Minh là 667 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Em nhắc lại nhá, ở tỉnh phía Bắc là 643, Hà Nội là 657, ở tỉnh phía Nam là 647 và thành phố Hồ Chí Minh là 667 triệu. Nếu như mà lấy trả góp của X-Sport phiên bản GLX này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 178 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 210 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 198 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 178, Hà Nội là 210 và thành phố Hồ Chí Minh là 198 theo phương án trả góp. Phía trên bản GLX đó là X-Sport phiên bản Exit quý chị các bạn ạ. Một cái phiên bản ở giữa, một cái phiên bản mà tại thời điểm này đang có mức giá niêm yết đề xuất là 640 triệu đồng. Và hiện tại sau khi trừ đi chương trình khuyến mại và giảm giá, với khách hàng nào ở Hà Nội, ở miền Bắc, đại lý đang bán với mức giá xe còn lại là 616 triệu. Anh chị khách hàng nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, ở miền Nam thì hiện tại đại lý đang bán với mức giá còn lại là 624 triệu đồng. Với cái mức giá mình vừa đặt còn lại như vậy, mình có nhẩm qua lăn bánh ở tỉnh phía Bắc là 683 triệu, ở Hà Nội là 716 triệu, ở tỉnh phía Nam là 691 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 711 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Ở tỉnh phía Bắc là 683, ở Hà Nội là 716, ở tỉnh phía Nam là 691 và thành phố Hồ Chí Minh là 711 theo phương án trả thẳng. Trả góp của chiếc xe X-Sport phiên bản Exit này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 191 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 223 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 211 triệu đồng quý các bạn nhé. Tỉnh là 191, ở Hà Nội là 223 và thành phố Hồ Chí Minh là 211 theo phương án trả góp. Sang cái phiên bản thứ ba đó là Mitsubishi X-Sport phiên bản AT Premium. Một cái phiên bản cơ bản hiện tại đang là đầy đủ option nhất. Đương nhiên cái mức giá của nó cũng là cao nhất, nhưng phiên bản này cũng được rất nhiều người quan tâm chú ý và lựa chọn. Với mức giá niêm yết đề xuất của nó đang là 680 triệu đồng. Hiện tại thì với những khách hàng nào ở Hà Nội, ở miền Bắc này, đại lý đang giảm được 20 triệu, giá xe còn lại là 660 triệu đồng. Với những anh chị khách hàng nào ở thành phố Hồ Chí Minh, ở miền Nam, đại lý đang bán với mức giá xe còn lại là
664 triệu đồng, cũng nhỉnh hơn khoảng tầm 4 triệu đồng so với ở miền Bắc thôi. Vậy thì với mức giá còn lại như vậy, lăn bánh ở tỉnh mình có nhầm qua, ở tỉnh phía Bắc là 731 triệu, ở Hà Nội là 765 triệu, ở tỉnh phía Nam là 735 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 755 triệu đồng quý các bạn ạ. Ở tỉnh phía Bắc là 731, Hà Nội là 765, ở tỉnh phía Nam là 735, thành phố Hồ Chí Minh lăn bánh là 750 triệu đồng quý các bạn ạ. Đó là Mitsubishi Xforce phiên bản Premium theo phương án trả thẳng, một phiên bản cũng rất ăn khách. Nếu như mà lấy trả góp bản này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 204 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 238 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 224 triệu đồng quý các bạn nhé. Tỉnh là 204, Hà Nội là 238 và thành phố Hồ Chí Minh là 224 triệu đồng. Đó là 3 phiên bản, 3 mức giá của cái dòng xe Xforce tại cái video ngày hôm nay, thời điểm dịp đầu của tháng 5 năm 2024 này. Tất cả các phiên bản đều có chương trình về quà tặng dán kính, tặng trải sàn, tặng camera hành trình. Riêng phiên bản Exit chúng ta sẽ được tặng thêm một cái bộ ghế da quý các bạn nhé, với những anh chị khách hàng nào ở miền Bắc quý các bạn ạ. Vậy thì nếu như mà quan tâm theo dõi về cái mẫu xe mà có cái lối thiết kế mình nghĩ rằng thể thao bậc nhất ở cái phân khúc cỡ B này, không gian bên trong của Xforce cũng rất là rộng rãi thoải mái này, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhiều quý các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, và ở miền Nam thì nhiều quý các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam để qua xem xe, lái thử, trải nghiệm thực tế. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.